cảm ơn mọi người đã hỏi thăm ẩn ẩn nha, nhưng mà mong mọi người thông cảm là tại vì còn có công việc riêng á, cho nên là thứ sáu là ẩn ẩn sẽ không có hát được. Ẩn ẩn hát hai ngày thứ bảy chủ nhật thôi, nhiều khi thứ bảy chủ nhật không thấy ẩn ẩn hát luôn. Hiểu đó. Mà tại vì mọi người biết là ẩn ẩn còn phải đi làm gì nữa, làm ẩn ẩn làm công việc văn phòng hè, cho nên là thứ sáu là không có mặt được. Rồi rồi là cũng cũng bận công việc cho nên là không có hát được. Rồi là phải đi làm hôm nay đi coi đi công tác ở Long Hải lận. Đi mấy ngày em? Đi 3 ngày 2 đêm. Là thứ sáu đi, thứ chủ nhật mới về lận. Ôi vậy là tranh thủ có chơi được gì không? Trời ơi đi làm cu ly đó mọi người ơi. Tại vì nói chung là em làm mấy cái giống như là em kiểu như là em làm văn hóa ở trong công ty á, cho nên là sẽ thường tổ chức mấy cái hoạt động giống như là team building hoặc là hội họp này nọ là em sẽ đi làm mấy cái đó, cho nên là thỉnh thoảng là em sẽ vắng mặt cuối tuần luôn. Kiểu như là tổ chức sự kiện như đó mọi người đó, nói tổ chức sự kiện cho nó sang nhưng mà thực sự là đi làm cu ly. Nhưng mà nhân vật cái vị trí của em là quan trọng đó, nhưng mà không thể thiếu được á. Đem lại tiếng cười cho mọi người nè. Đúng rồi đó. Như là gì cũng may là nhờ có cái tài năng là hát lô tô đó, cho nên là cũng vận dụng được. Trời ơi, giờ chị hiểu tại sao mà lúc nãy em cũng cười luôn rồi. Luôn đem đến tiếng cười cho mọi người vậy mà chúng tụi nó cứ bêu rếu em đúng là. Rồi. Tụi nó em khùng không ạ? Không có khùng đâu mọi người. Thật sự ra là hồi nhỏ em bị em xém chết mấy lần thôi chứ không có cùng đó. Hồi nhỏ là chắc xém chết cũng hai lần rồi đó, đúng rồi, chết một hai lần. Ôi, chưa sao? Kể là cái lần mà bị xe đụng mới đây. Chắc là ba lần. Cái này là lớn quá. Cái này là lớn. Hồi nhỏ có một cái sự cố rất là hy hữu nha mọi người. Sao? Phải để kể trước là cái chết hụt trước. Cái chết hụt là hồi nhỏ khoảng 5-6 tuổi vậy là ăn nhãn á. Một cái nhỏ mà ăn nhẹ đúng rồi. Tại vì hả còn nhỏ mà đâu có biết đâu cắn xong rồi hút á, hút cái cắn đó. Cái nước cái mình cắn đó mình sẽ hút có cái thói quen là mình sẽ hút cái nước chứ mà hút sao hút luôn cái hộp vô trong cái cổ luôn là rất là dãy đặt luôn là tím rồi luôn rồi đó, là đúng rồi là nếu như mà lúc đó mà ba mà không xử lý kịp là chắc là giờ này không có ngồi đây. Không có dễ chân mài được rồi. Đúng rồi đó. Thôi là cái đợt đó là nói chung là chở đi cũng không có kịp đâu. Đúng rồi, chở đi không kịp. Chở đi cũng không kịp tại lúc đó ba thì nó phải nhanh trí và xử lý ba kịp. Ba xử lý được. Ba giống như là sắp cái người mình xuống xong vỗ vô lưng á là phun ra nguyên cái hộp nhãn còn nguyên trời cơm ơi. Luôn. Đó. Là chết hụt đó là một lần. Xong rồi lớn lên được chút xíu là đi học cũng có bị té gãy tay. Cũng có té gãy tay phải. Đó rồi đi sinh hoạt cũng bị té đập đầu ở sau óc nè, mà có nghĩa là chỉ nhích một chút xíu thôi là sẽ trúng ngay cái chỗ mà cái huyệt chết đó, là lên đường luôn đó. Xong rồi đó, cái đó là mấy cái lần mà chết hụt nha. Còn cái sự cố mà hy hữu là hồi nhỏ cũng quậy lắm, hồi nhỏ cũng giỡn hớt dữ lắm, là ở nhà chơi là chạy ra ngoài đường á bị xe đụng. Trời mà ơi. Chỉ là xe đạp đụng thôi nha, mà rất là hy hữu cái là đụng một lần đó rồi một tuần lễ sau là cái chú đấy chú đi ngang đụng lại ẩn lần nữa. Trời ơi. Đúng là chỉ có một người đó thôi, có một người đó là đụng ẩn hai lần đó, rất là hy hữu luôn. Người ta là có duyên gặp còn em có duyên đụng. Đụng xe mà đụng hai lần. Còn nữa là đi là mẹ chở đi, mẹ chở đi ngoài đường là bị nó dập cái má bị đút chân vô cằm, vô cái cằm bánh xe này là còn thẹo nè, còn thẹo chân nè. Đây là một chân bên này nè, đây hai chân bên này, chân bên này cũng có thẹo nè, đó bên này. Có nghĩa là vừa bị cái chân bên này xong, có nghĩa là mấy ngày sau là đi mình tọt tiếp cái chân bên này. Đúng rồi, để ngay cái chỗ cái bàn đạp để chân cái thọt cái chân vô luôn á. Có nghĩa là ngồi ở đằng sau xe, ngồi ở đằng sau mẹ chở đó. Là ngày trước mấy hôm trước là cái chân bên này, xong mấy bữa sau là bị tiếp cái chân bên này, là hai bên là có hai cái thẹo của đút chân vô cầm. Chiến tích của em cũng ít quá. Đó. Cho nên là mọi người cũng thông cảm, cũng hiểu là tại vì sao mà vẫn hay cười là vậy.
nhiều lúc nó có sự chạm nhẹ nào đó không? Chắc vậy, chắc cũng chạm nhẹ vậy đó. Này là nói thiệt nha, một người láo chết liền luôn, nó sự thiệt luôn đó. Không, mà em kể cái chị mới nhớ hồi xưa chị chuyên gia là ăn mẫn cầu và nước hột. Dạ. Hồi kỳ bị bắt. Mà cái hột mẫn cầu nó còn nhỏ. Đúng nó rồi. Còn nhỏ, mình có thể mà mình đi bệnh viện mình gấp ra được. Còn cái này là cái hột này nó lúc mà nãy nó cứng kẹt mà nó tròn. Nó tròn, nó nghẹt thở luôn á, cho nên là mà mấy vị quý vị khán giả nào mà có em nhỏ thì hả, nhớ cẩn thận đừng có cho mấy bé ăn ăn nhẹ nhé. Có lỡ có bị gì thì chở nhà ở ngoài liền ra cũng được. Trời đất ơi. Không kịp. Chờ dắt cái xe ra hay là lên đường rồi đó. Nhanh lắm, cái đó nó nghẹt thở nhanh lắm. Nghẹt thở mà nói chung là tím tái luôn á, vậy là đập tím người luôn á. Để mà ăn rau câu đi, nghẹt thở chết đó. Đó, ăn rồi ăn rau câu á. Rau câu mà nghẹt thở chết hả? Rau câu nuốt vô nó kẹt vô trong cổ chết luôn bé. Em bé còn nhỏ quá. Ôi trời. Đúng rồi. Tại vì cái rau câu miếng gì nè, nó lột ra xong cái nó hút vô nguyên cái miếng cái rau câu, cái rau câu mà cái chung đúng rồi, cái chắp chung đó đó. Ôi, như mới có 3 tuổi sao em, mới 3 tuổi gì vậy? Hồi đó chấn động cái vụ đó đó. Ở nhà đó thấy chết cũng mừng chứ chết. Bây giờ có 3 chứ không phải là chết. Giờ có 3 cho nên giờ ở mới ngồi đây dễ chân mài lắm. Coi là cũng lên đường từ từ. Chúng ta đã có được cô gái mưa ẩn ẩn chứ bộ. Giờ kể lại nhưng vẫn còn sợ. Giờ ít khi nào mà vẫn ăn nhãn thấy mình sợ. Ấn tượng rồi đó giờ của ông. Bài học mọi người nhớ rút kinh nghiệm, nhất là mấy em nhỏ không nên ăn trái cây có hột nữa. Sang Sang, hôm qua là có một số khán giả ở Bình Dương hỏi là sao không có chị Sang Sang ở Bình Dương. Dạ, thì em không có đăng ký hết Bình Dương. Chị Sang á, rất là mạnh khỏe cho mọi người. Nói chung là chị Sang được cái là đi hát nhưng mà không có đi xa được. Chị Sang bị say xe đó mọi người. Ngồi trên xe là chị Sang như là chết rồi vậy đó, đó cho nên là chị Sang không có đi xa được. Thế là chị Sang lên xe là mang theo của bạn gái Huệ. À đúng rồi. Đi chơi thì đem dẫn theo bạn Huệ theo. Thế là chị Sang Sang là chỉ diễn ở Sài Gòn thôi mọi người. Muốn chị Sang Sang nè. Đây là hai thành viên trang điểm sớm. Ai có cái kinh nghiệm nào đó để chống say xe nhớ chị với chị Sang nha. Chứ tội nghiệp quá, chị Sang không có đi xa được. Rất là thương. Cái người mà được diễn trên sân khấu thì không ai quan tâm cái hỏi ân ẩn đâu, là trả lời quá trời luôn. Không, mà sự thiệt thì lại vậy đó, có nghĩa là khán giả mà không thấy ai là khán giả sẽ hỏi người đó. Nhưng mà em có mua fan không? Đúng là rất là em có mua fan không? Giờ hỏi thiệt là có mua fan không? Trời ơi, làm gì có tiền mua fan. Cái Diễm mới có fan nó. Cái Diễm có fan đó nha. Rồi, hai cô gái của chúng ta đã tắm xong. Đó, tắm xong. Để tắm xong đó. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, có cần phải chứng minh gì không biết nữa. Thấy không mọi người, thấy không? Rất là hiền luôn, không chống cự gì luôn. Cam chịu. Ai nói ẩn dữ đâu. Cam chịu, thấy không? Cũng chỉ cười vậy thôi. Xong rồi camera dẹp đi chết với tao. Nghe câu cuối nha mọi người. Nghe câu cuối nha. Ông nó lẩn ẩn nó cho vui vậy thôi, chứ thiệt ra là ẩn rất là hiền. Lũ cái bản màu ra fit màu với nhau, mắt rất là nhiều màu luôn mọi người. Miss. Miss. Xong bắt đầu cái cho những cái màu len lỏi mà liên kết với nhau mọi người. Loan đều hay đó, xong cuối cùng cái thành phẩm là mắt đen xì. Đây đó hả em? Thành phẩm này đó của em hả? Trời ơi. Thay vì là mới đầu mình đánh một màu đen thôi, nhưng mà lúc trước mình đánh ra màu vậy đó, xong rồi lấy hồi nó ra màu đen. Vẫn là màu đen. Đúng. Tốn hết một mớ màu kia. Ừ. Là chứng tỏ là đó hả, ổng là học trong ngành mỹ thuật nha mọi người. Rất là tốt. Thì ra là truyền thuyết con quạ là bạn. Không, vậy là những cái chỗ mà bán mỹ phẩm là phải cảm ơn ổng. Đúng, giờ vậy em xài nó mới mau hết. Chứ không đánh màu gì đánh ra màu đó. Rồi, chứ không chứ màu đen cũng đánh màu đen thì biết bao giờ mới hết. Giờ 6 giờ rồi đó.
Trời ơi, coi clip mẹ thấy nha, ổng đang ngồi chơi nãy giờ nè, đã chưa? Xong rồi 3 giờ tới giờ luôn á. 3 giờ im đi. Từ 3 giờ tới giờ là mặt chưa xong luôn, mặt 3 giờ tới giờ luôn. Im đi, chưa xong rồi. Đó, chưa dùng thịt nữa. À, tức là cái đánh xíu cái là chơi. Nó thực ngồi cái trôi, cho cái dặn đi lại. Ai vậy là cái nó trôi nữa, dặn đi lại nữa. Ôi, vậy là cái gì? Nó bật ướt dẹp luôn nè. Ê, sợ chiều quá, bật ướt dẹp luôn nè. Cái gì đổ cái dừa lên không? Nè, sao em thương cái chỗ bán mỹ phẩm vậy? Tập chết thì có chứ. Tại sao em thương cái chỗ bán mỹ phẩm? Trời ơi, chị Sang em mới nói là nó thương cái chỗ bán mỹ phẩm. Thì đó, nó dặm vô cái đập cái thịt vô cái trôi, trôi nó dặm lại nữa vậy đó. Bây giờ ướt quá luôn rồi nè. Bây giờ ướt quá rồi. Giờ quẹt cho nó khô. Cái má đang bị cãi á. Ôi, tôi nó bó tay luôn á trời. Ôi, tẩy cái mặt nó cãi chết rồi, bây giờ mấy giờ ta? Còn 25 phút nữa, liệu em có làm kịp không? 25 phút nữa là 6 giờ đó. Em để bật mọc luôn mọi người. Chứ giờ sao giờ, đúng không? Trời ơi, chị Ẩn ơi, chị không ngờ em thương những cái chỗ bán mỹ phẩm quá Ẩn ơi. Giờ mới biết luôn nè. Nếu như còn thời gian là em sẽ bôi em làm lại đó. Giờ còn thời gian xịt lại mà. 25. Không, giờ xịt lên mặt cái cảm giác nó căng mịn đó mọi người. Cho nên là em muốn nữa không? Em muốn căng mịn nữa không? Em muốn căng mịn nữa không? Thôi, tu Phật. Rồi. Tôi định mới chờ bà ra phỏng vấn cái bà làm cái xịt cái hối hộp luôn. Quên hết định hỏi. Em thật cái em cũng hết hồn. Này chứ quên hết định hỏi gì luôn. Rồi gì rồi. Tôi biết lý do tại sao mà hồi nãy là cái mặt ẩn ướt như là đúng không? Xịt một lần chưa đủ, xịt thêm. Đúng rồi, phải xịt thêm. Xịt thêm mới vậy đó. Đi đê hay xịt thêm đó mọi người. Ủa chứ xịt thêm rồi vẫn chưa chừa. Đó, giống như là hồi nãy là xong rồi, bây giờ còn ra ngồi quẹt thêm vài cái nữa. Lẽ ra nãy là xịt xong là vô là thay đồ rồi. Đúng rồi đó. Rồi, xong rồi. Đi thay đồ nha mọi người. Thay đồ đó đẹp nữa nè. Thay đồ mới. Vậy là make up xong rồi, bây giờ là vô thay đồ nè. Nơi bóng lại hay ta say vì ai, say men tình hay ý. Mong ngày sáng lên đô này còn hoài, đừng làm một thói mê. Ôi, mặc áo tâm dây ri nữa. Ủa? Ôi, ở trong kia ồn ào quá luôn. Chết cha, chết mẹ, chết má. Ai? Diễn đâu có diễn? Hả? Không diễn đâu. Này, trong đây nóng. Em có cái hộp không đó mà tự nhiên bỏ đâu quên. Lấy đi, lấy nhiều quá. Lấy nhiều quá chị, cái đó nó yếu. Phải cột mấy cọng á. Hải lô mi nè, mình đón cái vỗ sơ gà Tân Thời là được mấy cái rồi nè em. Em đón tổ của sơ gà Tân Thời là được 3 lần rồi mọi người ơi. Lần này lần thứ 3 đó hả? Lần này lần thứ 3. Ok, em có thể chia sẻ cái kỷ niệm 2 lần trước không nè? Kỷ niệm lần trước là em đón ở Sài Gòn Tân Thời. Mà ngủ quên. Không, tháng ngày thứ 2 rồi. Là cái hôm mà lần đầu tiên là em đón tổ ở ở Sài Gòn Tân Thời đầu tiên, lúc đó là em mới bước vào nghề á. Thế là lúc đó là trong cái thời điểm đó em không có tiền gì luôn á mọi người. Thế là em chỉ biết là có bao nhiêu tiền em mua được một cái giỏ hoa, xong bắt đầu em lên em cúng thôi. Còn những năm sau thì em nói chung là em có duyên rồi với sân khấu nên được kéo dài, rồi bắt đầu em đi làm, nói chung là thu nhập nó cũng ổn định, rồi bắt đầu em mới có tiền. Nói chung là năm sau thì cũng cúng kha khá hơn được chút xíu, tại vì mình cũng có tiền nên rồi. Và năm nay cũng vậy, mình cũng nói chung là biết ơn tổ nghề để soi sáng và cho em cái ngày như hôm nay á, để em được đón tổ với đoàn trong suốt thời gian 3 năm
Vậy rồi cái mục tiêu năm nay của em đặt ra là gì không nè? Mục tiêu năm nay của em sẽ là cố gắng hát hay nhiều bài và sẽ không làm mọi người thất vọng trong những lần xuất hiện. Em có dự định là mình sẽ đăng ký thi Hoa hậu không? Giống như Na á. Nói chung mấy cái đó thì mấy cái phần đó em không bao giờ tự tin hết trơn, em chỉ nghĩ ở mức an toàn thôi. Còn về cái phần đó em thấy mình thử sức đi, năm sau mình thử sức thử coi. Thôi để coi để tới cái thời điểm đó có như thế nào có mọi người ủng hộ em hay không thì em sẽ đi. Đó, chắc chắn luôn, chắc chắn là sẽ có cái gì ủng hộ em. Ôi mọi người ơi, mình sẽ đón chờ thử xem là Lumi sẽ có cái đột phá gì cho năm tới nha. Dạ vâng, cứ chờ xem nha. Còn bây giờ em đi thay đồ nha, bà lộ quá. Chạy lên luôn. Tại sao em cũng bông im, bông này là của tụi em cúng, Nhã Vi cúng, Cụi cúng, mà tại sao lại để là chữ phụng cúng là sao? Tất cả bông luôn, tất cả bông đều là phụng cúng không. Chị Phụng không có cúng, tụi em cúng. Ai bài ra cái trò này? Ai bài? Mà đã vậy còn anh bự hơn nữa chứ. Chủ Phụng cúng bự hơn hả? Có phải chăng bả tên Phụng mà tin là tiền đó? Ai trả? Ừ. Đó, tụi em trả. Mà đúng rồi. Cái này người ta sắp xô cho mình thì tôn trọng ta đi. Không được, phải đi là Phụng cúng Bibi Phượng. Đúng rồi. Phải, nếu mà chị muốn lớn hơn, chị muốn chơi lớn thì phải để chữ Phụng cúng. Phải để vậy mới đúng. Còn cái này Bibi Phượng, Phụng cúng không được, em không chịu. Đó, đâu qua. Vậy là em không cam tâm. Còn những cái nữa em chưa nói, chút nữa em thấy em nói sao. Phụng cường cũng Phụng cúng nữa. Phải ghi là Phụng cúng, Phụng cường mới đúng. Cái nào, nè, giống như cái này nè. Sao lại sao không ghi là này, hương quả cũng phụng cúng nữa má. Hết nói luôn. Cái nào cũng phụng cúng, cái nào cũng phụng cúng hết trơn. Không có mình cúng. Là tiền xe em trả hết. Đúng rồi. Cái nào cũng phụng cúng á chứ mình đâu có cúng gì đâu. Mà trong khi em bỏ tiền mua. Em bỏ tiền chị. Bỏ tiền mà không được cúng đâu. Mà không được cúng nữa mà phụng cúng đâu mà. Mày dơ như vậy luôn. Mày dơ luôn. Không dơ. Không dơ.